Hello anh em, hôm nay thì mình lại đang tận cảnh lại tiếp tục đóng cái vết cửa cho anh. Em cầm lấy tiền. Đây lại đóng tiếp tục cái cửa cho em trai nhá, của K250 cùng với con xe này thì nó cũng lại bị như vậy các bác nhá. Em bạn đi. Đó, đơn giản rồi. Đấy, hai anh em đang tự làm các bác nhá, rất đơn giản luôn. Đó, một con hết cỡ, một con lưới lỏng là xong, rất đơn giản. Đấy, xe toàn bộ anh em đi thị trường không hiểu sao lại bị như vậy. Ok, rồi. Đó, là một bên nào được rồi? Đúng rồi, bên làm được, lái phụ nhau một chiều hết. Đó, rất đơn giản các bác. Đó. Cực kỳ là đơn giản luôn. Rất đơn giản. Nó kêu con này kêu ở hai cánh luôn kìa. Không, nó kêu bên phụ này. À, nhưng mà thay luôn cả đôi luôn. Thôi đi đi cả đôi. thay lẻ một cái. Ok, đó anh em nhìn thấy mấy cái vết bẩn bẩn đấy không? Chúng ta đặt lại vị trí đúng của nó luôn nhá, là ok nhá. Anh em nhá, rất đơn giản luôn. Đó, lắp vào phát thì mình đảm bảo là hôm sau sẽ hết kêu luôn. Chạy phát hết kêu luôn. Đi nhức đầu lắm. Khó chịu ấy. Cọc 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 cọc. Vâng. Ok, đã xong. Đấy, để em đóng thử con bên ngay. Đóng thử cặp bên ngay. Đây luôn. Đấy. Ok anh em nhé, hôm nay lại tiếp tục đóng em trai nữa. Một trong những cái bệnh gọi là mãn tính rồi các bạn. Bệnh này là bệnh này là bệnh di căn à. Trái tay, ơi em cho dưới đi không sao. Cho dưới trước, đó. Đấy nhá, sau khi như này xong bài toán các bác nhá, hơi lặng đúng không? Ok, em vừa tháo con này ra, tháo hết cỡ ra, không sao. Con trên đơn giản thôi. Đấy, con này thì mình rút kinh nghiệm của những anh em đóng bị lặng các bác nhá. Nếu anh em bị lặng như này thì giờ em lấy cái này. Hơi bừa, hơi bừa đúng rồi, hơi bừa tí không rồi sức sơn hơi nhẹ nhẹ. Đó, nó bắt đầu nhẹ rồi chúng ta vặn nha các bác nhá. Đấy là mình rút kinh nghiệm của những anh em đã gọi là đã bị mắc. Đúng rồi, có mẹo các anh em rút kinh nghiệm. À cái này phải lưới lỏng. Đúng rồi, lưới lỏng, lưới lỏng. Đấy, anh em bắt đầu là chúng ta sẽ xoay nó đi một tí để cho nó ra vì lâu ngày quá cái sơn nó bám lên nó hơi chắc. Đấy, thế là xong các bác nhá, rất đơn giản luôn. Đó, ok anh em. Gặp những tình huống nào mà nó lặng thì anh em tốt nhất là xoay một tí như thế nó sẽ nhẹ ngay, cho anh em đừng cầm búa đóng. Đấy, mình giúp kinh nghiệm của những anh em khác, những bác ở nhà về lắp gọi điện cho mình và em ơi tháo khó quá. Có những cái bị chặt thì đấy thì làm cái gì đấy có thể nhẹ nha các bác nhá, một phát là vào luôn. Đó, rất đơn giản luôn. Anh em khi đâu mình xoay xong anh em đặt này nó đi đúng cái vị trí mà vết bẩn bẩn của nó ở trên thành ấy, để cho nó vào đúng cái tầm rộng của cửa. Đóng nó phập vào thì nó cảm giác nó rất là nhiều. Đó, ok, thế là xong bài toán, còn con hai kia đã đi sức cua. Lắp em cái mục cầu là dầu diesel nhất em. Dầu diesel hay dầu nhớt? Không, nó em cái dương cầu. À, tay dương cầu à, bắn luôn à? Em cái dương cầu. Rồi, ok. Giờ lại làm tay dương cầu cho em trai nhá. Em thích chơi cái loại mà inox này luôn à? Hay là... À, bắn loại này luôn đúng không? Để cho đỡ mất công mình ốp đúng không? Rồi, ok. Đó, thế là bắn xong cho em trai cái tay dương cầu của nó nhá. Ok, đó. Được luôn, ok luôn. Đi, đó, nhìn nhìn. Đấy, nó tổng thể toàn bộ xe xe nhé đẹp. Ok, xem quá. Đây, em gọi cho anh trai mua bộ inox nhà mình về đây. Anh trai về thì bắt đây các bác nhá. Đây, nó rất đơn giản thôi, nhà mình khoan lỗ sẵn rồi. Anh em về, anh em bắt của mình thôi. Đấy, nhà mình khoan lỗ sẵn rồi các bác này. Đấy, riêng bộ chắn mùn inox K250, K200 nhà mình khoan lỗ sẵn rồi. Anh em chỉ việc về bắt vào thôi. Đấy, đây là chắn mùn tung này. Đấy, đôi chắn mùn thùng này các bác này, đó các bác thấy không? Đấy, nó sẽ đỡ vẩy được cái đèn hậu bao nhiêu luôn này. Đây các bác nhìn thấy hậu sạch không? Nó có bẩn nhưng mà nó không bao giờ bẩn nhiều như ngày trước. Đuôi đủ các thứ nó sẽ được chắc chắn, dày dặn như này luôn. Là nó sẽ được sạch như này. Đấy, vì nó toán toàn bộ lên đây rồi. Nó sẽ không bắn lên cái đèn hậu của chúng ta nữa. Đấy, cái đây đôi chắn mùn thái này. Đó, bây quay màn hình sao nó cứ sáng sáng ấy. Đây các bác có thể nhìn đâu đây, nhìn lại cho các bác xem. Đó, đây là đôi chắn bùn thùng nhá. Ok,
rồi thằng dân chai rất nhiều luôn. Có đi đâu em nhỉ? À, ừ, qua sẽ rồi. Ổ ngọng của thằng 15 tấn đúng không? Yeah. Thank you em, cảm ơn em nhiều. Em đi thôi. Ừ, chào anh, cảm ơn nhá. Ok ok, chắc chắn luôn. Đó, thì vừa rồi thì mình có lắp trên hai cái tay gương cầu các bác này. Đó, tay gương cầu là anh có cái ổ khóa của nó không? Có. Cái ổ khóa của nó ấy. Khóa cửa có. Nhưng mà sợ không vừa lỗ kìa. Không, có 100% chính xác đời rồi, nó có một đời thôi mà. Có một đời à? Ừ, có một đời thôi. Thế lấy cho em một cái bên phụ nhé. Ổ khóa bên phụ. Rồi, một cái ổ khóa phụ và một cái ngậm cửa đều bên phụ luôn. Đâu bên lái chứ. Ngậm bên lái mà cánh cửa thì là bên phụ. Vâng. Lái cái khóa chìa thì hai bên như nhau, lái phụ nhau. Yeah. Đúng rồi, khóa chọc chìa vào thì lái phụ nhau, chỉ có một cái ổ ngậm thì mình sẽ lấy bên lái thôi. Bên lái thì em có rồi, thế thôi lấy cho em mỗi ổ ngậm. Ổ ngậm thôi nhá. Ổ ngậm bên lái nhá. Vâng. Ok ok.